như vậy là chủ đầu tư dự án Coco Bay Đà Nẵng đã chính thức thừa nhận sẽ không thực hiện cái việc chi trả lợi nhuận theo cam kết lên tới 12% một năm như đã ký với khách hàng trong cái phụ lục mà trước đến nay thì các cái dự án cô đổ theo nói chung và cô đổ theo cô Coco Bay Đà Nẵng nói riêng đã và đang thực hiện đối với các cái khách hàng mua các cái sản phẩm bất động sản tại các cái dự án của Theo cũng như là ký một cái hợp đồng, một cái phụ lục hợp đồng cam kết chi trả lợi nhuận. Thì theo cái thông cáo báo chí của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thành Đô à, vừa phát đi là một trong những cái đơn vị mà đầu tư cái dự án của cổ bay Đà Nẵng thì phát đi cái thông báo liên quan đến việc thực hiện cái cam kết lợi nhuận cô đồ theo với khách hàng Tại cái dự án Coco Bay Đà Nẵng. Thì theo đó thì trong thư gửi khách hàng thì công ty thành đô cho hay việc kinh doanh loại hình coral theo thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn do tính pháp lý chưa được hoàn thiện, gặp nhiều vướng mắc. Do đó dù đã nỗ lực rất lớn nhằm thực hiện những cái cam kết lợi nhuận với khách hàng đã mua sản phẩm coral theo tại cái dự án Coco Bay Đà Nẵng xong tập đoàn này vẫn đành phải xin lỗi vì không thể thực hiện được chi trả lợi nhuận cam kết như đã hứa trong hợp đồng. Vấn đề ở đây chúng ta sẽ giải quyết và chia sẻ với góc nhìn của cá nhân thắng à, có thể đây sẽ là một cái góc nhìn mới anh chị và các bạn à, dùng để tham khảo và hiểu hơn về cái vấn đề Cô co Theo nói chung và cái dự án Coco Bay Đà Nẵng nói riêng. Thực tế mà nói thì với những người, những anh chị em và những bạn đã theo dõi Thắng ơi trong một khoảng thời gian dài Đặc biệt là theo dõi cái loạt video uh, chia sẻ về bất động sản gần 30-40 video Nói về các vấn đề của bất động sản thì thực tế Thắng đã có hơn hai video, 3 video hay hai video gì đấy Thắng không nhớ chính xác Nói riêng về cái chủ đề cô đồ theo và đã có những cái cảnh báo nhất định đối với những người tham gia cái lĩnh vực này rồi Tuy vậy thì có thể do cái tính bức xúc hoặc là do những cái điểm nóng nó chưa bị bùng phát và đổ vỡ. Do đó thì cái lượng người quan tâm tới thì thực sự là cũng chưa nhiều. Nhưng đến nay thì khi mà một cái điểm nóng cụ thể, một cái phát súng nổ đầu tiên uh, chào, chào mừng cho cái câu chuyện đó là nhiều khả năng thì cô đồ theo trong thời gian sắp tới sẽ gặp nhiều cái khó khăn hơn cả về cái câu chuyện là hợp đồng mở mới, mới ký uh, bán các cái sản phẩm cô đồ theo cho khách hàng mới cũng như là cái việc thực hiện các cái cam kết uh, theo cái hợp đồng cũ và phụ lục hợp đồng đối với những cái khách hàng đã mua thì nguyên nhân nào dẫn đến cái việc mà các chủ dự án các cái chủ gọi là quản lý các cái dự án kiểu như là coco bay không thực hiện được cái cam kết trả lãi trả cổ tức 12% như cam kết. Thực ra thì chúng tôi chỉ nói lại thôi, nói lại những thứ chúng tôi đã nói trước đó rồi. Mong rằng là tập hợp trong một vài ý anh chị và các bạn có thể tham khảo. Cái vấn đề đầu tiên chúng ta phải quan tâm tới đó là cái việc là khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm bất động sản mà được cam kết một cái tỷ lệ gọi là trả cổ tức hoặc được gọi là cam kết thực hiện cái trả cái lợi nhuận theo một cái tỷ lệ cố định nào đó thì nó sẽ à, cần phải tìm hiểu một số vấn đề như sau thứ nhất là với cái lĩnh vực tương tự mà đã phát triển ở các nước trên thế giới ví dụ như là Mỹ ví dụ như là ở Nhật Bản hay là những cái quốc gia mà có cái sự phát triển à, nở rộ của cái lĩnh vực Codotel ở châu Âu thì cái việc mà lợi nhuận cam kết thực tế ở các quốc gia này nó như thế nào có câu chuyện cam kết lợi nhuận hay không và tỷ lệ gọi là tỷ lệ gọi là à, lợi nhuận à, tính trên trung bình cái phần doanh thu mà trừ đi chi phí à, chê sau đó thì chia cho tổng cái giá thành cái sản phẩm của anh chị và các bạn mà được tính chung thì nó là bao nhiêu thì thưa anh chị và các bạn thì chúng tôi tập hợp và thống kê thì cái tỷ lệ này nó khá là thấp thường thì nó nằm ở khoảng tầm từ 3 tới 4 phần trăm thôi nó là rất là thấp trên thế giới thực ra là cái hiệu quả kinh doanh của các cái lĩnh vực gọi là đại loại giống như kiểu là cô đồ theo ấy thì là khá thấp lý do là bởi vì là uh, cái việc mà mỗi quốc gia mỗi cái vùng lãnh thổ thì cái, cái duy trì cái, cái 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 hoạt động du lịch mặc dù là ở Việt Nam mình thì trong mấy năm gần đây thì việc mà à, cái lượng khách quốc tế và lượng khách du lịch thì rất là cao tuy vậy thì chúng ta nhìn chỉ nhìn vào cái điểm đó thôi để phát triển một cách ồ ạt các cái tập đoàn lớn trên thế giới cũng như là một số cái doanh nghiệp uh, khai thác bất động sản uh, ven biển uh, đặc biệt là bất động sản cô thì nở rộ một cách quá mức dẫn đến cái câu chuyện tức là cái lượng cung thì vượt quá cái lượng cầu tức là tốc độ tăng uh, tăng trưởng của cái lĩnh vực cô thì quá nhanh so với cái tốc độ tăng trưởng của khách du lịch và do đó thì nó dẫn đến câu chuyện là cái nhu cầu thì ít hơn so với cái nguồn cung và khi nhu cầu ít hơn nguồn cung thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái doanh thu thu về doanh thu thu về trên tổng thị trường sẽ thấp và nếu trừ đi những cái chi phí quản lý cũng như là những cái chi phí cố định mà cái doanh nghiệp quản lý họ thu thì còn lại cái phần lợi nhuận mà lợi nhuận đó chia cho cái giá thành cái sản phẩm anh chị và các bạn đầu tư vào World Health thì nó nằm ở đâu đó ở Việt Nam mình thì theo một số nguồn chưa được kiểm chứng thì nó cũng chỉ đạt đâu đó khoảng 4 đến 5% thôi. À, tức là khoảng bằng lãi suất ngân hàng. Đó đã là một trong những cái dự án quản lý tốt rồi. Nó là được được cho là một trong những cái dự án mà được các cái tập đoàn gọi là uy tín trên thế giới quản lý và có những cái uy tín nhất định cũng như là cái câu chuyện là họ khai thác được những cái đường bay thẳng, khai thác được cái lượng khách trực tiếp từ nước ngoài bay thẳng về sân bay và về thẳng cái dự án của họ thì may ra được cái tiền đó. còn lại thì đó là mức trung bình, còn lại thì không thiếu những dự án thì gần như là chết cứng, cũng như là không có khách và số lượng mà khả năng mà phun phòng là không bao giờ có thể đạt được, cũng như là tỷ lệ dư phòng là rất là cao, dẫn đến là khi mà cái phụ lục hợp đồng mà ký với cái việc cam kết trả cái lợi tức lợi nhuận là khoảng từ 10 đến 15 và cái mức của cô cô bay Đà Nẵng là 12 thì thưa với chị và các bạn thì nó không khả thi và dự, do đó thì nguyên nhân chủ chốt không phải là đến cái câu chuyện đó là các cái pháp lý liên quan tới 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 cái việc hoạt động của cái lĩnh vực uh, gọi là biệt thự nghỉ à cái gọi là uh, À, các cái dự án ven biển để nghỉ dưỡng phục vụ cho du lịch à, không hiệu quả theo cái hướng tức là do là pháp lý mà nó không hiệu quả là do à, cái lượng cái nhu cầu thực sự là nó chưa tăng trưởng kịp so với cái tốc độ tăng trưởng của cô đồ theo đó là chuyện thứ nhất cái chuyện thứ hai nữa là ở Việt Nam mình thì nó có một cái vấn đề là như thế này về cơ bản thì nếu như thực sự mà với 12 tức là nó khoảng tương tương gọi là tương, tương, tương gần gần như là tương quan với cái mức gọi là lãi lãi vay vậy thì chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi thứ hai là tại sao các cái doanh nghiệp mà chủ đầu tư các cái dự án cô Hotel theo họ không đi vay ngân hàng mà lại họ lại phải huy động vốn của anh chị và các bạn rồi sau đó thì vẽ ra cái câu chuyện đó là cam kết lợi nhuận để kích thích vào cái lòng tham của anh chị và các bạn mà không trực tiếp đi vay ngân hàng nếu lợi nhuận biên cao như vậy thì họ trực tiếp đi vay ngân hàng thì có phải là dễ dàng hơn không? Thì có hai vấn đề mà họ không làm được chuyện đó. Thứ nhất là khi mà cái dự án họ phát triển thì chắc chắn mỗi một dự án đều đã có vay ngân hàng rồi và thường thì nó đã full cái tỷ lệ vay tức là cái hạn mức vay ngân hàng của cái dự án đấy là không còn nữa. Thứ hai nữa là khi mà vay ngân hàng thì cái việc thẩm định của tổ chức tín dụng họ rất là chặt chẽ. Dẫn đến câu chuyện là họ chỉ cho vay ở một cái mức độ nhất định nào đó thôi. Do đó thì thiếu vốn thì giống như trong chiến tranh ấy, người ta gọi là lấy người việt gọi là uh, lấy lấy người việt để xử lý người việt uh, lấy người việt để gọi là đấu với người việt thì ở đây trong cái câu chuyện cô đầu theo này thì chúng ta phải sáng ra một điều tức là rất nhiều các cái tập đoàn trên thế giới tới việt nam phát triển dự án thì họ cũng phơi cái phương châm là đồng vốn đối ứng của họ thì chưa chắc là nhiều nhưng họ lấy chính cái nguồn vốn của người việt nam để phát triển các cái dự án tại việt nam và họ lấy ở hai nguồn nguồn thứ nhất là chính cái dự án này cầm cố để vay ngân hàng để phát triển các cái hạ tầng cơ bản sau khi có các cửa hạ tầng cơ bản thì họ sử dụng những cái biện pháp giống như kiểu là hiện nay đang làm đó là cam kết một cái mức lợi tức rồi sau đó thì kích vào cái lòng tham và huy động vốn của 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 những nhà đầu tư bất động sản từ đó thì họ sẽ huy động thêm được một cái khoản tiền rất là lớn từ khách hàng để phát triển các cái dự án sau này thì uh, bởi vì nó là phụ lục hợp đồng nên là sau này thì nếu như mà cái việc chúng tôi vẫn thường hay nói ở những video khai, uh, trước á nhưng ít anh chị và các bạn để ý tới đó là cái câu chuyện là nếu như họ khai thác tốt thì mọi chuyện là coi như đây là một dự án hiệu quả thì họ vẫn cứ duy trì câu chuyện đó là họ sẽ thu phí trạc phí cái chi phí cố định chi phí quản lý của anh chị và các bạn còn cái phần dư lợi nhuận mà trên 12% thì họ cứ trả cho anh chị và các bạn và đó được gọi là một dự án siêu tốt được sau này nó sẽ là gọi là những cái dự án điểm để người ta pia quảng cáo. Còn nếu như mà khai thác không được thì họ công bố giống như cô đồ theo cô cô bay Đà Nẵng nè là họ nói với anh chị và các bạn là chúng tôi đã cố gắng rồi, rất cố gắng rồi nhưng mà vì điều kiện này điều kiện kia chúng tôi không thể tiếp tục cam kết với anh chị và các bạn nữa. Bây giờ thì có mấy cái cách như sau hoặc là anh chị và các bạn nhận dự đóng đầy đủ tiền đóng thêm một phần tiền nào đó nữa để lên số gọi là căn hộ sở hữu riêng của anh chị và anh chị dự, nhận cái dự án về nhận cái căn hộ về và tự khai thác đó là cách thứ nhất hoặc cách thứ hai cách thứ ba họ đưa ra những cái offer mới khác với so với những cái cam kết trong cái hợp đồng ban đầu mà khi mà họ muốn bán sản phẩm cho anh chị và các bạn thì lúc đó thì nó sẽ vỡ lẽ ra là cái câu chuyện đó là uh, lên rừng mơ và bắt con tướng bờ đấy đó là cái câu chuyện mà thường là chúng tôi hay hay nói những lời, lời đắng nhưng mà anh chị và các bạn cũng phải nên nhớ là như thế cái vấn đề thứ ba mà cái dự án các cái kiểu như cô đồ theo và hoặc là những cái, cái vấn đề nào mà liên quan đến bất động sản mà có cam kết lợi nhuận anh chị và các bạn phải quan tâm một điều như này không thiếu những người ở ngoài kia hoàn toàn có thể vay ngân hàng hoặc là vay các gói hỗ trợ tín dụng hoặc là vay một số cái gói gọi là XYZ -E nào đó mà nó chỉ nằm ở cái khoảng đâu đó lại gọi là, loại là uh, mức tiền lãi chỉ khoảng từ 8 tới 9 phần trăm thôi hoặc đôi khi có những cái khoản vay mà nhiều người có thể sử dụng cái mối quan hệ họ có thể vay được với cái mức gọi là cao hơn chi phí vốn một chút tức là khoảng 6 đến 7 phần trăm thôi người của ngân hàng hay là gì gì đấy nói chung là hoặc là họ mở ra một cái doanh nghiệp nào đó liên quan tới những cái gói hỗ trợ của chính phủ, ví dụ như là làm nông nghiệp hay gì gì đó. Cái này thì có chứ không phải không, trên thị trường được cho là có. Và họ vay với lãi suất thấp. Sau đó thì họ lại cũng bị dính vào cái tình trạng tức là thấy chỗ này người ta cam kết đánh vào đồng tham tức là cao 12%, 15%, không thiếu những dự án hay là bây giờ là cam kết 15% ở những cái khu biệt thự nghỉ dưỡng hoặc là mua biệt thự nghỉ dưỡng hoặc là cô đồ theo đại loại như cô đồ theo cô cô bay đà nẵng thì họ vẫn cam kết và dân mình thì thấy là cái câu cái cái gọi là cái 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 món đầu tư này thì quá hời luôn anh chị thấy quá hời không khi mà huy động người ta cam kết như vậy là một tập đoàn thì cũng uy tín trên thế giới này kia nhưng mà tất cả mọi thứ đều chỉ là bánh vẽ và đều là phụ lục hợp đồng mà đến bên cạnh đó nữa thì thì một vài cái vấn đề về pháp lý trong các cái lĩnh vực gọi là mới thì luật chưa quy định dẫn đến những cái câu chuyện đó là khi rủi ro xảy ra thì anh chị và các bạn không được luật pháp bảo vệ và vì cũng chính vì các anh chị tham thôi anh chị huy động vốn của ngân hàng uh, vay của ngân hàng với cái lãi suất thấp tám chín trăm anh chị gửi vào cho người ta lãi suất 12% hai phần thì chả làm gì cả anh chị cái việc nằm ngửa thì mỗi năm anh chị cũng có 5 đến sáu phần trăm lợi lợi nhuận Tranh lệch giữa cái việc anh chị vay của ngân hàng và sau đó là đem đi, đi, đầu tư vào các dự án của cô đồ theo đó anh chị thấy không rất là dễ như thế thì tội gì cũng làm dẫn đến câu chuyện đó là cái nguồn vốn huy động mà gọi là huy động chéo tức là qua cái trung gian là anh chị và các bạn anh chị còn có uy tín hơn cả dự án luôn tôi nói với anh chị và các bạn là khi anh chị và các bạn đứng vai trò trung gian thì anh chị có được uy tín hơn dự án là bởi vì sao như cái phần 2 chúng tôi vừa nói với anh chị và các bạn là cái dự án họ không thể vay được ngân hàng nên họ buộc phải dùng cái biện pháp lách tức là huy động vốn qua việc anh chị sau đó anh chị lại cái là cái đơn vị là cái đứng ra làm cái vai trò uy tín tức là cái người đứng ra làm vai trò uy tín là có tài sản cá nhân có uy tín cá nhân để được vay ngân hàng hoặc là những mối quan hệ của anh chị được vay ngân hàng và là suất thấp thì họ lại huy động lại của anh chị với cái lãi suất cao hơn thì đó chính là họ tận dụng cái uy tín của anh chị và có một điều anh chị và cần các bạn phải lưu tâm thế này này họ vay của anh chị và các bạn thông qua anh chị và các bạn nhưng cái sản phẩm bất động sản mà anh chị và các bạn sở hữu á, thì nó gọi là trách nhiệm và cái quyền hạn thì nó thứ nhất là về cái cái, cái 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 lợi ích thì anh chị và các bạn được sở hữu cái 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 bất động sản đó nhưng thực tế cái sở hữu bất động sản đó là sở hữu bất động sản pháp lý của nó đôi khi nó là phục vụ cho cái câu chuyện gọi là du lịch tức là có nhiều dự án không được chuyển đổi thành cái nhà ở bởi vì nó chỉ là 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 dự án phát triển để phục vụ cho du lịch thôi và anh chị và các bạn đôi khi ở một cái vùng đất xa khác ở thành phố hồ chí minh hà nội gì đấy mà đến đà nẵng để đầu tư thì gần như là không có những mục đích để ở mà chỉ là để đầu tư thôi nhưng mà cái việc mà sở hữu là anh chị sở hữu vì anh chị đã ký trên hợp đồng là sở hữu cái bất động sản đó phần thứ tư tôi sẽ bàn đến vấn đề giá của cái sản phẩm đó nhưng cái phần thứ ba là anh chị sở hữu khi anh chị sở hữu như vậy thì nó sẽ dẫn đến một vài vấn đề như thế này tức là anh chị sở hữu rồi thì quyền lợi và trách nhiệm anh chị đều phải hướng cả Quyền lợi thì nếu như có được cái lợi tức như cam kết thì anh chị hưởng quyền lợi. Nhưng nếu không có cái lợi tức như cam kết thì trách nhiệm anh chị phải phải chịu đó là trách nhiệm nợ. Trách nhiệm tất cả những trách nhiệm nợ mà anh chị và các bạn vay nợ ngân hàng hoặc là sản phẩm mà anh chị và các bạn phải nhận về. Và trách nhiệm nữa là nếu như mà cái đơn vị khai thác nó không làm được như anh như cam kết theo phụ lục thì anh chị và các bạn phải tự khai thác. Và câu chuyện đây nó đặt ra một cái bài toán tức là khi anh chị và các bạn mua một sản phẩm tin vào cái doanh nghiệp họ chào mời sau đó thì doanh nghiệp họ trói ra tức là họ không làm được thì anh chị và các bạn ở vùng sâu tức là gọi là vùng xa ở cái khu vực anh chị và các bạn đầu tư thì anh chị và các bạn khai thác kiểu gì không có khả năng và cũng không có kinh nghiệm trong cái vấn đề khai thác và gần như là dự án của anh chị và các bạn từ việc là đẳng cấp 4 sao năm sao cô đồ theo chuyển thành một cái căn hộ chung cư bình thường và đôi khi cho thuê còn không cho thuê được đó là câu chuyện anh chị và các bạn phải lưu tâm đó cũng là cái điểm mấu chốt mà rất ít anh chị và các bạn để ý tới cái điểm thứ tư chúng tôi nói tới ở đây á, tức là có rất nhiều các cái dự án kiểu cô đồ theo biến tướng hoặc là gọi là biệt thự nghỉ dưỡng hoặc là căn hộ cao cấp nghỉ dưỡng biến tướng tức là họ sẽ làm như thế này nhiều dự án trong số đó thì họ làm theo kiểu tức là sản phẩm của họ xét một cái giá tức là vừa phải rất là vừa phải và họ bán ra họ đúng nghĩa là một cái dự án tốt để họ tìm cách khai thác và trả cho anh chị và các bạn một cái lợi tức không phải là cam kết mà lợi tức này là được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu thì đây là một trong những dự án là không thiếu những dự án cô theo phát triển vẫn phát triển tốt nó vẫn là những cái điểm để lấy đem làm lấy ví dụ nhưng phần lớn thì các dự án đều xét theo cái kiểu là giá rất cao vì họ so sánh ngang bằng với những cái vấn đề giá bất động sản hiện nay trên thị trường và họ xét giá rất là cao cao hơn rất nhiều lần so với lại cái, cái 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 giá trị mà thực tế của cái sản phẩm tức là cái phần chiết khấu về 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 đất ở đất và cái phần mà chi phí xây dựng à, khoảng đâu đó có những dự án gấp 5-6 lần so với cái chi phí mà họ phải bỏ ra sau đó thì họ lấy một phần trong số cái phần mà trinh lệch đó họ sẽ trả cho anh chị và các bạn theo cái phụ lục hợp đồng cam kết 3 năm 3 năm hoặc 5 năm 5 năm họ vẫn trả được Bởi vì mỗi năm thì ví dụ như 15% Thì 5 năm thì nó khoảng 75% thôi Nhưng mà họ đăng lời trên cái cái, cái giá bán của cái sản phẩm ấy Là lên tới mấy lần rồi. Dẫn đến câu chuyện họ hoàn toàn có thể sử dụng cái tiền đó Và họ khai thác hiệu quả hay không hiệu quả Thì họ vẫn làm được chuyện đó Sau đó thì sau cái giai đoạn Mà họ cam kết theo phụ lục xong Thì 5 năm sau Họ bàn giao lại cho anh chị và các bạn Còn lúc đó thì nó mới vỡ lẽ ra là Bây giờ làm sao với với cái dự án này đây? Đó là cái câu chuyện mà anh chị và các bạn cũng cần phải lưu tâm. Thì còn rất nhiều những cái vấn đề khác mà trên báo chí họ đã đăng rồi. Chúng tôi không muốn nói lại nữa cũng như cũng không muốn trao đổi và chia sẻ thêm những thứ mà báo chí đã nói nữa. Chúng tôi sẽ để lại hết tất cả các cái đường link của báo đang chia sẻ về cái chủ đề này ở dưới phần mô tả nội dung cũng như là uh, có thể anh chị và các bạn còn hiểu hơn trong cái lĩnh vực này những cái lý do nào nó dẫn đến cái câu chuyện là cô đồ theo sẽ vớ trận trong thời gian sắp tới uh, nguyên nhân tại đâu thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể để lại cảm nhận của mình bình luận của mình để uh, giúp ích cho cộng đồng giúp ích cho những người đang có ý định hoặc là đã có ý định mua các cái căn hộ cô đồ theo này hiểu hơn về cái chủ đề này và hiểu hơn để phòng ngừa những cái rủi ro mà có thể gặp phải trong cái quá trình kinh doanh cũng như là những cái hoạt động liên quan tới cái lĩnh vực Coral nói chung và dự án gọi là cam kết lợi nhuận bất động sản cam kết lợi nhuận nói riêng để phòng ngừa và tránh những cái mất mát về mặt tiền bạc Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn à, Nếu như cảm thấy là video này hữu ích thì đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh cũng như là luôn luôn gọi là sử dụng nón của Thắng ơi để ủng hộ cho Thắng trong cái thời gian sắp tới có thể xây dựng được nhiều những cái video hữu ích hơn cho quý anh chị và các bạn cũng như lan tỏa kiến thức tới cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.